is my. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với giải đấu VCS 2023 Hoàng Hôn. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã được chứng kiến những trận đấu vô cùng tuyệt vời từ các đội tuyển. Và hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng của tuần thi đấu thứ 3. Remind hãy cùng Remind đến với hai trận đấu vô cùng hấp dẫn. Trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra giữa Team Flash và MGN Box Esports. Và trận đấu thứ hai sẽ là cuộc đối đầu giữa Gam Esports và Sài Gòn Buffalo. Vậy thì bây giờ chúng ta chần chờ gì nữa mà không đến với trận đấu đầu tiên. MGN Box Esports, tân binh mạnh mẽ của VCS, đối đầu với Team Flash, kẻ đã đánh bại nhà vua. Vậy thì bây giờ hãy cùng đến với bài bình luận để trận đấu được bắt đầu nhé. Xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với VCS 2023 Hoàng Hôn, và chúng ta đang chuẩn bị đến với cặp trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu cuối cùng của tuần thi đấu thứ 3. Một cặp trận đấu chúng ta đang rất mong đợi, MPE và đối thủ của họ, Team Flash. Và MPE hiện tại họ vẫn chưa có được cho mình là trận thắng nào. Trong khi đó thì Team Flash trong ngày hôm qua họ ra quân với đội hình của mình thì họ để thua trước Sài Gòn Buffalo là 2-0. Nhưng mà ở trong cái trận đấu đó, là diễn biến của trận đấu đó, thì chúng ta cho thấy được rằng Team Flash họ vẫn có một lối đánh cực kỳ kỷ luật, cùng với đó là phong độ cũng không hề thua kém so với Sài Gòn Buffalo. Đúng là như vậy, và chắc chắn rồi ngày thi đấu hôm nay thì các thành viên của Team Flash sẽ cần phải có được một chiến thắng trước các thành viên của MPE, bởi vì họ đang bị bỏ khá là xa trên bảng xếp hạng. Họ sẽ cần phải quay trở lại top 4 để tiếp tục khẳng định được cái tên của mình sẽ là một trong những cái tên cực kỳ cộm cán tại VCS mùa giải này. Cuộc sống của đó MPE, nên nhớ một đội hiện tại đánh trong tư thế là không có gì để mất là một trong những đội cực kỳ nguy hiểm, thì MPE hiện tại đang sở hữu điều đó. Nhìn qua một tí xíu bảng xếp hạng, Team Well sẽ không cần nói tới, đang đứng đầu bảng. Sài Gòn Buffalo sau chiến thắng ngày hôm qua họ đã lên cái vị trí nhì bảng, một trong những thành tích cực kỳ ấn tượng. Team Secret khoảng thời gian gần đây đã có một số sự thay đổi nhẹ, tiếc thay là do hôm qua họ đã trước đó họ bị đánh bại bởi Spirit Sport, cho nên họ không có được thứ hạng cao hơn. Gam hiện tại đang đứng hạng 4, nhưng nếu như ngày hôm nay Team Flash và thắng, chắc chắn cái vị trí thứ 4 này dành cho Team Flash. Quả nhiên đúng là như vậy, khi mà Team Flash hôm qua họ vừa để thua rồi, họ cần có được cho mình là một chiến thắng ở trong ngày hôm nay để ít phần nào đó là kịp đua ở trong cái top 4 trên bảng xếp hạng. Còn MPE thì họ đang chưa có được cho mình là trận thắng nào, phần nào đó họ đang có một cái màn thể hiện thực sự là chưa tốt, nhưng mà so với mùa giải trước thì họ đã tốt hơn rất là nhiều khi mà họ vẫn có được cho mình là những ván thắng, và qua đó thì chúng ta vẫn đánh giá được phần nào đó năng lực của MPE hiện tại vẫn đang tiến bộ hơn từng ngày. Đúng, bởi chúng ta hãy nhìn vào những gì mà họ đang thể hiện được. Đôi khi có những trận thua đồng ý là nó hơi bị đáng tiếc tí xíu, nhưng cái quan trọng là trong những trận thua đó họ đã có những cái điểm gì tích cực. Đó là giai đoạn đi đường của họ, họ không còn bị thua một cách quá là kinh khủng nữa. Họ có một giai đoạn đầu cực kỳ thuận lợi, họ có một giai đoạn đầu rất là ấn tượng. Chỉ có một vấn đề đến từ tuổi trẻ, đó là bạn không biết cách làm sao để thể nối được cái chuỗi dài đó mà thôi. Thì hiện tại đó là vấn đề từ bên phía của MPE. Khi tôi cảm giác với sự tham gia trong vai trò huấn luyện viên của thầy Gió thì chắc chắn rồi, MPE sẽ còn có nhiều điều cải tiến hơn nữa trong tương lai gần. Còn trong khi đó, đây là một số cái thông tin đối đầu đến từ cả hai bên, tức là một số thông tin khoảng thời gian gần đây với những trận đấu mà họ đã từng tham gia. Đầu tiên phải nói là trụ đầu, rồi sau đó là tới chiến công đầu. Tôi cảm giác MPE đang có được một thành tích nó ổn hơn tí xíu về mặt phần trăm. Đúng là như vậy, khi mà MPE họ đang có được cho mình là những cái việc mà họ kiểm soát được trụ đầu cũng như là cái mạng đầu ở khu vực đường dưới tốt hơn rất là nhiều dành cho bộ đôi đường dưới của mình. Nhưng mà khi mà nhìn lại những mục tiêu lớn ở trên bản đồ như là rồng hay là cả sứ giả thì nó đang nhỉnh hơn rất là nhiều dành cho bên phía của Team Flash, khi mà Team Flash họ có thể đánh mạnh xoay quanh ở những cái mục tiêu này. Sau đó họ sẽ dùng những cái mục tiêu đó như là sứ giả để mà có thể dùng tiền tiếp dành cho người chơi xạ thủ của mình là Pudding, khi mà Pudding hiện tại đang có một phong độ rất là cao so với những xạ thủ. Tức là cái thông số này hiện tại nó đang miêu tả khá đúng về cái lối chơi đó từ cả hai đội. Team Flash thì đôi khi có một vài trận đấu họ có một khoảng thời gian đầu nó không thuận lợi lắm, nhưng họ giao tranh tốt. Họ có những trận đấu họ giao tranh ngay xoay quanh khu vực hang rồng hay là xoay quanh khu vực hang xe khai đức, và họ giành chiến thắng, cho nên cái tỷ lệ của họ có được những cái mục tiêu lớn đó nó tốt đến như vậy. Còn trong khi đó thì phía của MPE họ có một giai đoạn đầu rất là thuận lợi, chỉ có một vấn đề là giao tranh nó đang là một trong những cái cột mốc mà hiện tại bên phía của MPE chưa đạt được nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Cho nên ở trong trận đấu này, nếu như MPE có thể cải thiện được chuyện đó thì họ sẽ là một trong những cái đối xứng rất nặng cho bên phía của Team Flash ở trong ngày thi đấu này. Nếu như mà họ giải quyết được cái bài toán là nếu như mà mình có được cho mình là lợi thế trong giai đoạn ban đầu, và sau đó mình chuyển hóa nó thành những cái mục tiêu lớn ở trên bản đồ như là sứ giả hoặc là rồng, có thể là một phần nào đó là MPE họ vẫn giữ lại được cái lợi thế lúc đầu của mình, và sau đó từ từ sẽ snowball cái ván đấu càng lúc càng đi xa khỏi Team Flash hơn. Còn nếu như Team Flash họ vẫn giữ được cho mình cái lối chơi và không để cho MPE có được cho mình là quá nhiều lợi thế trong giai đoạn ban đầu như là trụ đầu hay là mạng đầu, thì phần nào đó Team Flash sẽ đè bẹp được MPE. Hiểu, tức là hai bên sẽ cần phải có được một số cái khoảnh khắc để có thể counter lại nhau, sẽ có những khoảnh khắc sẽ cầm khắc chế nhau. Một số thông
tin đến từ Yuki cũng như Yoshino trong khoảng thời gian gần đây. Đây là những cái chỉ số mà tôi cảm giác là nó đều phù hợp với cái khoảng thời gian mà cả Yoshino và Yuki đã tham gia tại VCS 2023 Hoàng Hôn tính tới thời điểm hiện đại. Mặc dù là nhìn về thông số thì Yuki anh ta đang có một cái lượng sát thương cũng như là cái lượng vàng nó nhỉnh hơn nhiều so với Yoshino, nhưng mà nó chỉ là một xíu mà thôi. Còn trong khi đó Yoshino anh ta có một cái bể tướng là đánh thuần về chống chịu nhiều hơn so với Yuki bên phía bên kia. Yuki thường dạo gần đây anh ta đánh những vị tướng như là Kennen, Gwen, thì những vị tướng đó có một cái khả năng gây sát thương rất là lớn về sau của ván đấu. Nhưng mà Yoshino đánh những vị tướng mang thiên hướng chống chịu vẫn có một cái lượng sát thương nó gần bằng với những vị tướng carry ở bên phía bên kia. Chắc chắn rồi, Yoshino hiện tại đang là người đánh giá cao hơn rất là nhiều bởi vì cái mức độ ảnh hưởng của anh ta trong từng trận đấu vẫn đang khá là cao. Còn trong khi đó Yuki, anh ta sẽ cần phải nâng cấp nhiều hơn. Đồng ý là bạn có một giai đoạn đường thuận lợi, Yuki có một vài trận đấu, ví dụ như có những trận có những ván thì anh ta đánh con Rio Tông cũng rất là tốt, nhưng sau đó giao ra anh ta không biết làm gì, nó khiến cho cái trận đấu đó nó trở nên tiêu cực trên phía của MP hơn. Còn trong khi đó thì so sánh của vương đường giữa bây giờ, đây là hai người chơi đường giữa mà chắc chắn rồi tiềm năng là chữ phù hợp nhất để dành cho cả hai chàng trai trẻ này. Và khi mà nhìn vào cái thông số đến từ cả hai bên thì tôi đang thấy là Gen đang nhỉnh hơn rất là nhiều so với Nugu. Và chúng ta quay về cái meta hiện tại thì đường giữa có thể carry được bởi vì đó có một số chỉnh sửa về lượng lính, tiền ở trong lính cũng như là lớp giáp trụ. Thì những vị tướng như là Tristana, Jayce mạnh ở trong giai đoạn ban đầu thì Gen đánh những vị tướng này rất là tốt và nó khiến cho cái lượng sát thương cũng như là cái khả năng tham gia hạ gục của Gen nó vượt ngưỡng so với Nugu ở bên phía bên kia. Và Nugu hiện tại đang có một cái phong độ thực sự chưa tốt lắm để mà có một cái sân cho mình thể hiện. Và để xem coi là ngày hôm nay Nugu với phong cách đánh hiện tại với con bài Leblanc của anh ta thì liệu có được mang ra trong sân hay không. Đấy, đấy cũng là điều mà hồi nãy anh vừa mới nhắc xong, đó là Nugu ở hiện tại không phong độ không tốt, nó nằm ở một vấn đề nhẹ thôi, đó là bể tướng của anh ta. Ngoài trừ con Leblanc ra thì những vị tướng còn lại Nugu vẫn chưa thể hiện hoàn toàn cái sức mạnh kinh khủng mà nó có thể mang lại. Cho nên tôi cảm giác ở trong ngày thế hôm nay Nugu sẽ cần phải cải thiện rất nhiều về cái bể tướng của bản thân của mình để ít nhất khiến cho Zen phía bên kia sẽ không có được bắt sự bắt bài. Bởi vì nên nhớ Zen hiện tại bể tướng rộng quá. Nếu như muốn anh ta chơi pháp sư anh ta chơi cũng được. Nếu như muốn anh ta chơi những vị tướng sát thương vật lý cấu rỉa hay là theo thiên hướng là đẩy đường như là Zay, như là Tristana, Zen đều làm rất là tốt. Cho nên chắc chắn rồi, Nugu hiện tại đang bị vấn đề đó là bể tướng. Nếu như ta có thể cải thiện được chuyện này ở trong cái ván thi đấu đầu tiên cũng như là cả cặp trận đấu này thì tôi cảm giác đường giữa bên phía của MP cũng sẽ là một trong những đối trọng rất đáng để có thể chú ý. Và nói về bể tướng của Nugu thì Nugu đang có một bể tướng khá là đa dạng. Anh ta mang rất là nhiều vị tướng không ở trong meta hiện tại ra ở khu vực đường giữa. Một là mang thiên hướng hỗ trợ, hai là nặng về sát thương về cuối của ván đấu. Nhưng mà theo thiên hướng hỗ trợ thì MP thể hiện không thực sự là quá tốt với cái đội hình đó. Trong khi đó những vị tướng mang thiên hướng sát thương thì Nugu phần nào đó lại thể hiện cao ở trong những cái trận đấu nó nhiều hơn. Ví dụ như là Leblanc, Jayce hoặc là Tristana thì Nugu vẫn phần nào đó đang là một mũi nhọn tốt ở trong đội hình của MP. Còn so với Gen thì vẫn là như vậy thôi. Gen đang có một cái phong độ cao hơn rất là nhiều so với Nugu. Thì cho dù anh ta mang cho mình là những vị tướng Medplay hay là mang thiên hướng nặng về sau của ván đấu thì Gen vẫn đang làm tốt hơn rất là nhiều so với Nugu. Và chắc chắn rồi, Nugu sẽ cần phải làm được nhiều điều hơn nữa để có thể mong mang lại chiến thắng cho đội tuyển của MP. Bởi vì trong giai đoạn hiện tại chứ chúng ta đã bàn rất nhiều về cái việc đó chính là giao tranh đến đội tuyển của MP. Họ vẫn chưa thể hiện nó tốt. Họ sẽ cần phải có những tình huống xử lý mượt mà hơn. Đôi khi là một vài khoảnh khắc đánh dấu một cái sự trưởng thành dành cho bản thân của mình chẳng hạn. Rồi, không cần nói nhiều nữa, đến với cấm và chọn. Seiya không bị cấm, nhưng quyết định đến từ phía của MP là họ lấy con Kai'Sa và những lượt cấm là Annie, là Ivan, là Aphelios đáp trả ngược lại Team Flash, họ sẽ lấy Seiya và họ cấm đi trước đó là Tristana, là Rakan và Leblanc. Và trước kể đó bây giờ không còn Rakan dành cho bên phía của Team Flash nữa. Thì với việc chọn cho mình là Seiya thì bọn họ nên cần có được cho mình là một vị tướng ở khu vực đường dưới có thể kết hợp tốt với vị tướng Seiya dành cho Pudding để có thể liên tục đánh xoay quanh ở khu vực đường dưới. Đây cũng là một thế mạnh của họ. Và khi họ thấy được rằng là vẫn còn hở ra Chase ở khu vực đường giữa dành cho Gen thì họ đã lập tức khóa ngay ở lượt lựa chọn thứ hai. Nó hợp lý á, bởi vì thường chúng ta thấy khoảng thời gian gần đây sẽ có ở cặp là mid với lại bot là Zay với lại Kai'Sa. Nó sẽ đảm ứng một cái nhiệm vụ khá là quan trọng, đó là cấu rỉa. Zay sẽ đảm bảo về giai đoạn giữa, thời điểm đó Kai'Sa chưa nguồn sức mạnh. Sau khi hoàn thành xong được Nanaso, lúc đó có thêm một vài lượng sát thương về mặt phép thuật nữa thì lúc đó nó sẽ là một cái chuỗi cấu rỉa rất là kinh khủng được tạo ra đến từ bất cứ một đội nào sâu được hai vị tướng này. Còn MPE, họ đến một chút vị tướng Nico trước cả không, họ đang suy nghĩ tới một con tướng khác đi rừng. Đó là Nocturne, đó là Nico. Đấy là một cặp đôi kiểm soát tầm nhìn rất là tốt nếu như biết cách tận dụng. Họ có được cho mình là một đội hình đánh mạnh ở trong giai đoạn đầu trận đấu khi mà họ có được cho mình là cấp độ 6, khi mà Neko với cấp độ 6 của mình cùng với Hang Tưởng sẽ là một bộ đôi kết hợp cực kỳ mạnh ở trong giao tranh. Và phần nào đó MBE sẽ khắc phục được cái khả năng giao tranh yếu trong đội hình của mình và cũng như là câu kéo thời gian để mà Kai'Sa có thể liên tục
gia tăng được cái lượng tài nguyên về sau của ván đấu. Và quan trọng là cái khả năng chắc bụi đến từ bên phía của MPE sẽ cũng khá là tốt. Đó là do tại sao mà con Maokai trong ván thi đấu này sẽ cần phải được chọn. Những cái hạt chồi non là điều cần thiết để giúp cho anh Vico T-Plus có thể biết được rằng là Hiko hiện tại đang di chuyển ở đâu và Nocturne đang di chuyển ở đâu. Nếu như có pha tắc đèn, ít nhất là một phần ở đó bạn có thể cải thiện được những tình huống đánh nhau và bạn sẽ tránh trường hợp mình sẽ trở nên bị mù lòa trong những pha xử lý đó từ cả hai bên. Và chắc chắn rồi, không thể nào không cấm Alistar. Đấy là một đội hình mà nở hoa tung ra một cái, có Alistar bay vào. Đó là một cái chuỗi hất tung rất là kinh khủng được tạo ra đến từ bên phía của MPE. Phần nào đó thì cái lượt cấm Alistar đến từ Team Fast cũng đang muốn cho Hiếu Ba đánh cho mình là Rail ở trong ván đấu này, khi mà Rail kết hợp cùng với cả Saiya ở bộ đôi đường giữa của Team Fast cực kỳ ổn. Trong khi Vinh và bên phía của MPE họ quyết định là cấm đi Blitz để mà hạn chế cái sự đột biến đến từ Hiếu Ba ở trong giai đoạn đi đường hoặc là trong giai đoạn sớm của ván đấu, khi mà Kai'Sa vẫn chưa là một vị tướng thực sự quá mạnh từ đầu cho đến giữa game. Và để xem coi lượt lượt việc cấm cuối cùng của bên phía MPE sẽ là vị tướng nào. Họ sẽ cần phải suy nghĩ, chắc là họ cũng muốn cản đi khả năng thắng đường của vị đường dưới, quyết định là cấm đi vị tướng Retaclass. Đây là một trong những con tướng đang ngăn cản được khả năng băm bổ vào rất là ổn. Khi mà nhìn vào những gì phía MPE đang có được, họ đang sở hữu một đội hình mà bắt buộc phải dùng cùng một lúc để đánh. Nếu như bị dính hợp chất nổi loạn thì nó sẽ là rất là bị khủng bố, bạn không có cách nào có thể lao vào được và bạn sẽ còn phải tự đánh nhau nữa. Không một ai muốn bị chuyện đó nó diễn ra, cho nên họ quyết định là nhường cho đối thủ con Rail, còn trong khi đó họ sẽ cấm được con Retaclass để tránh trường hợp là giao tranh mình sẽ bị đưa vào thế khó quá, không thể nào lao lên phía trước được. Còn trong khi đó T-Plus, các bạn mới thú nhận, chúng tôi lấy con Rail đơn giản thế thôi. Và MPE đang đáp trả lại tiếp tục là một sự lựa chọn, nhưng kỳ này nó mang thiên hướng phòng thủ. Phòng thủ ở khu vực đường dưới, khi mà Rail cùng với cả Saiya đang là một bộ đôi đi đường khá là mạnh ở trong giai đoạn này, và việc lựa chọn ngay Renekton ở lượt lựa chọn cuối cùng của bên phía MPE, phần nào đó họ đang muốn đánh an toàn hơn ở trong giai đoạn ban đầu, khi mà họ vẫn chưa muốn có được cho mình là quá nhiều lợi thế ở trong giữa trận đấu với những vị tướng khác hoặc là cuối trận đấu với gì như là Zac ở bên phía của Team Flash họ đang nhắm tới. Zac sẽ là sự lựa chọn đối với Team Flash, họ đang suy nghĩ rất kỹ quyết định của họ lấy Zac. Đây là một kèo thi đấu mà thật ra, tức là về mặt cá nhân nha, bằng cá nhân của tôi nghĩ rằng đây là một cặp thi đấu mà sẽ phải tìm xem kỹ năng của ai hơn thôi. Bàn tay của bạn nào to hơn thì người đó thắng thôi, chứ không thể nào có thể chắc chắn được 100% là bên nào sẽ được những lợi thế dành cho bên nào cả. Nhưng mà nếu nói về kèo đẩy thì chắc chắn rồi, trong khoảng thời gian sau của ván thi đấu, Yoshino sẽ có một vài áp lực nhẹ về khả năng đẩy của bản thân mình, khi mà anh ta đã lên được từ món trang bị đầu tiên cho tới món trang bị thứ hai. Lúc đó những gì mà Zac có thể làm được đó là một cỗ máy đẩy, đẩy liên tục, áp lực liên tục cho đối thủ vào trong tư thế khó, cấm được những con mắt tốt sang phần rừng của đối thủ, không cho con Nocturne ở phía bên kia có cơ hội bật hoang tưởng. Đó sẽ là một trong những thành công mình phía của T-Plus có thể tạo được nếu như họ quyết định là đầu tư cho con Zac này. Đó là nếu nha. Còn nếu như không, mà có thể đầu tư cho con Seiya cũng được, bởi vì đây là một cặp đôi rất là dễ để có thể vận hành được khu vực dưới. Khả năng khống chế có nè, bạn có Seiya rút lông, bạn có con Rail với hát kim thuật với hoàng kim giáp, cho nên là rất là dễ để bạn có thể giữ chân bất cứ thành viên nào nếu như bạn muốn. Chưa kể thì MB họ đang lựa chọn cho mình một đội hình đánh khá là đúng với cái tỷ lệ mà họ có được cho mình là trụ đầu cũng như là mạng đầu, với những vị tướng có khả năng giao tranh tổng khá là mạnh như là Nocturne cùng với cả Neko, khi mà họ có được cho mình là cấp độ 6, mà chưa kể đó là Renekton nữa. Thì trong khoảng giai đoạn ban đầu này, Zac sẽ không làm được quá nhiều thứ để có thể áp lực vào Renekton ở trong giai đoạn đi đường, nhưng mà đó là về trước thôi. Còn nếu mà trong giai đoạn đầu mà Renekton anh ta không thực sự là đè được Zac và để cho Zac có một khoảng thời gian farm, thì cái ảnh hưởng mà Zac có thể gây ra ở trong giai đoạn cuối của ván đấu nó sẽ cực kỳ khổng lồ. Và bên phía của MB họ cần phải giải quyết cái bài toán đó bằng việc là mở giao tranh liên tục, và nó tạo một khoảng trống lớn để cho Zac trong tay của Yoshino để có thể đi lẻ lẻ, sau đó là bào đi những công trình của bên phía MB và khiến cho họ phải lui về phòng ngự, và sau đó là Team Flash sẽ dựa vào cái thời cơ đó để có thể giao tranh lúc mà bên phía của MB họ thiếu người. Và chắc chắn Team Flash sẽ cần phải lưu ý rất nhiều về con rỉu tông trong tay của Yuki, nên nhớ Yuki hình như rất thích con rỉu tông này. Và chắc chắn rồi, nếu như bạn rất thích vị tướng này thì bạn sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cho nó xanh xao nhất có thể. Và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên, cuộc chạm trán cho các thành viên của MPE và đối thủ của họ Team Flash. Những bước di chuyển ban đầu đến từ cả hai đội, tôi đang thấy rằng là họ đang có những bước di chuyển cơ bản để có thể di chuyển ra, kiểm soát tầm nhìn. Khi mà biết rằng đối phương không đánh mạnh ở trong giai đoạn ban đầu, khi mà di chuyển xuống khu vực dưới, có thể là tạo một cái khoảng trống lớn dành cho bộ đôi đường dưới của mình. Vẫn là những bước di chuyển đến từ cả hai đội có thể là đánh an toàn trong giai đoạn ban đầu. Chưa chắc là an toàn khi mà hai bên bắt đầu có những cú vô vào nhau, những cú va vô cùng mạnh mẽ đến từ Son. Và ngay lập tức anh ta cần phải bấm B biến về để đánh trường hợp là mình sẽ mất quá nhiều máu. Và đây thật ra cũng không phải là lượng máu mà đáng chấp nhận được. Đây vẫn đang là một khoảng thời gian mà lính chưa ra, cho nên là anh ta vẫn sẽ có được những khoảnh khắc rảnh rỗi của mình. Hiếu Ba, sau đó bây giờ lên hát kim thuật hay hoàng kim giáp cũng được. Anh ta đang cưỡi ngựa mà, cho nên anh ta không lo ngại lắm từ cái vấn đề sau của những tình huống đập nhau phía trước mà không có được cái hiệu ứng khống chế. Còn trong khi đó thì khu vực đường dưới, những bước di chuyển đầu tiên đã rất rõ ràng.
và chỉ có một điểm lợi nó đến từ phía của Team Plus là một con mắt được cắm ngay ở giữa hang của bùa đỏ và bãi chim. Điều này nó cũng sẽ giúp cho Team Plus là họ biết được vòng rừng của Son sẽ bắt đầu từ đâu. Nếu như mà Son quyết định là ăn xong cho mình là bãi bùa đỏ và di chuyển ra bãi chim để có thể ăn tiếp và lên cho mình là cấp độ 2. À không, thêm một tí kinh nghiệm nữa thì nó sẽ lộ đi cái phần rừng của bên phía MBA và nó khiến cho bộ đôi đường giữa của Pudding cùng với Hyuuga, nếu như họ có cho mình là lợi thế trong giai đoạn ban đầu, họ sẽ liên tục đẩy và đã khiến cho Slowzy cùng với Zodiac sẽ không hỗ trợ được nhiều người chơi đi rừng của mình. Và nắp tên trong tay của Son hiện tại vẫn đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình, chỉ để đảm bảo được là hiện tại khu vực đường dưới sẽ không có bất cứ một sự nguy hiểm gì. Son vẫn đang rất chậm rãi để có thể gia tăng thêm lượng chiến spam của mình, còn trong đó khu vực đường trên như đã nói ngay từ ban đầu, Yuki rất thích đánh con rễ tông này, cho nên ta biết cách làm sao đó để khiến cho Yoshino phía bên kia phải là người mất máu nhiều hơn so với đối thủ. Nhưng ngay lập tức một cú phản đòn cấp độ 2 có kích cả quyền đang bất diệt quay nó lại gõ luôn, không hề lo sợ, tôi hơn bạn một cấp mà tôi ngại gì, đấm bom bom vào đầu và khiến cho Yuki mất tương đối nhiều máu. Những Yuki với một điều ca xấu, anh ta tự tin với khả năng là gây sát thương ngược trở lại của bản thân. Ở trong pha trao đổi ban đầu thì Yuki anh ta là người có lợi hơn về máu, nhưng mà Yoshino anh ta vừa có được cho mình là cấp độ 2 là anh ta nhảy vào đánh liền để mà có được cho mình là lợi thế để mà về mặt đẩy đường cũng như là lượng máu so với Yuki bên phía bên kia. Khi mà quay lại vòng rừng thì phút 1 vừa rồi đã phát hiện được là Son đã ăn cho mình là vòng rừng từ dưới lên, thì bộ đôi đường dưới của bên phía Team Flash, Yuki vừa rồi ăn cái cú phản đòn nó hơi nặng đó, nó khiến cho Yuki tầm này cũng đang gặp một số vấn đề và ta phải chưa tới là lên cấp độ 3 để có thể kịp trở tay với là Yoshino phía bên kia chi tuyến. Một khoảnh khắc đang rất đẹp được tạo ra tới từ Yoshino, anh ta bắt đầu có những khoảng trống khu vực đường dưới này đánh được ngất ngư, nhưng Slowzy biết là lượng sát thương Kai'Sa nó cũng có giới hạn, chứ ta quyết định không đánh tiếp, chỉ dừng lại đây mà thôi. Trao đổi phép bổ trợ đều đến từ cả hai bộ đôi đường dưới của MBE cùng với cả Team Flash. Vừa rồi thì phút một anh ta vừa có một dấu chấm nháy binh vào vị trí đứng của Nugu để mà phát hiện được rằng là đối phương đã biết được vòng rừng của mình ăn từ đâu xuống, khi mà đang có được cho mình là hướng di chuyển xuống khu vực dưới. Pudding cùng với cả Hyuuga bọn họ đang không có được cho mình là một cái đợt lính lớn để có thể đẩy vào và thực hiện một pha băng trụ sau khi Zodiac anh ta đã để lại một con mắt ở trong cái bụi ba ở chặt ba ở dưới rồi. Và tạm thời thì khoảng thời gian này sẽ không có nhiều lắm những tình huống va vào nhau mà có sự tác động đến từ rừng. Cả hai bên đều đang muốn đảm bảo được là khi lên cấp độ 6 họ sẽ luôn ở trong một giai đoạn an toàn, không mất những phép bổ trợ và sau đó tận dụng chiêu cuối để có thể tạo ra được những pha giao tranh hoàn hảo dành cho chính bản thân của mình. Bắt đầu có những dấu hiệu di chuyển sang khu vực rừng hay là có ý định bắt lẻ đây. Nugu cầm một cái sáng trối đẹp, một cái sáng trối đẹp là lấy tóc biến. Nó đơn giản như vậy thôi. Nugu bắt đầu lựa góc, ta bắt đầu sử dụng cái pháo của mình. Và ngay lập tức đang tìm cái để giữ chân ZZ và đội combo không thành công của Nugu và Son quay đó làm kỹ năng của mình đang sẵn sàng đã lấy được cái hoảng sợ nhưng mà không được. Phút một W vào đấm giằng ra quăng thêm cả chồi non và khiến cho Nugu mất một lượng máu nhất định. Pha di chuyển ra khu vực đường giữa để có thể hỗ trợ dành cho người chơi đường giữa của mình là Team Flash để có thể di chuyển về. Và Son cùng với cả Nugu đều không thể gây được quá nhiều áp lực lên người của Chen và cũng không lấy được phép bổ trợ nào cả. Hyuuga vừa rồi có một pha di chuyển tốt để có thể ra khu vực đường giữa hỗ trợ cho hai người đồng đội của mình ở khu vực đường dưới. Đánh nhau tiếp tối gần đã bung ra, đắp sau ta còn đã bung ra, Pudding vẫn đang tung lông của mình ra rút lông về giữ cho được cả hai người và Zodiac may mắn theo ta đứng ở một tầm khá xa cho nên tầm bắn của Pudding nó cũng hạn chế. Mà dù kích được nhiệt độ chết người, phút một vẫn đang gọi là ngắm Son và Son cũng ngắm phút một. Cả hai ngắm nhau một khoảng thời gian khá lâu, quyết định đến từ cả hai đó là rút lui về mà thôi. Còn Yuki, anh ta vẫn chưa tận dụng dịch chuyển, trong khi đó Yoshino đã tận dụng dịch chuyển rồi. Và với lượng máu này là phải kêu phút 1 lên. Yoshino nhảy, lấy được cái cắt đến từ Yuki. Và phút 1 đang sẵn sàng cho pha bắt bớ, nhưng mà vẫn chưa được. Yuki dịch chuyển quá thông minh và không có cơ hội để có thể bắt được Yuki trong khoảng thời gian này. Còn Yoshino vẫn đang kêu gọi sự hỗ trợ đến từ phút 1 ở trong một khoảng trống nhất định để ít nhất là farm lĩnh được. Còn Slowzy, bởi vì nãy Zodiac quá yếu máu cho nên là không có ai có thể chạy ở đây mà hỗ trợ cho ta được cả. Bây giờ di chuyển ra kịp rồi cho nên là Slowzy vẫn sẽ giữ đàn tạm tôi Hyuuga, nên biết là đối thủ đang bước ra và ta không nên tổ chức thao bằng đủ. Họ đang muốn đẩy lính nhanh ở khu vực đường dưới để có thể Pudding cùng với cả Hyuuga biến về. Mà Zodiac có mặt ở đây, liệu có cản được Hyuuga cùng với cả Pudding biến về được hay không? Tôi nghĩ là nếu mà không được rồi. Đây rồi, đang sẵn sàng cho pha đánh nhau. Phút 1 đang muốn có một cú W. Yoshino bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình. Anh ta đang sợ. Ây da, lướt vào trong mũi cỏ thì Yuki đi mũi rồi. Và Yuki sẽ phải nằm xuống mà thôi. Anh ta mất tóc biến. Yoshino và tiếp tục dí thêm một cú nhảy và nở là chiến công đầu cho Yoshino. Chiến công đầu dành cho người chơi được trên của Team Flash. Khi mà cái lượng lính đến từ bên phía của Yuki, anh ta đẩy cao nhưng mà anh ta không đẩy được vào trụ. Và cái lượng lính đó liên tục đứng ở đó và nó khiến cho người chơi được trên của MB không thể nào farm được. Và anh ta phải liên tục đứng lên cao và tạo ra một cái lợi thế dành cho phút 1. Di chuyển lên khu vực đường trên và có được cho mình là một chiến công đầu. À, chúng ta cùng xem lại pha này. Yoshino anh ta yếu máu, mặc dù là Yuki anh ta lời hơn về máu nhưng mà anh ta không có lượng tầm nhìn ở trong con bụi cỏ chặt ba đó. Và cái giá mà anh ta phải trả là cái mạng của mình.
dành cho Yoshino. Đúng là như vậy, đẩy cao nhưng rút cuộc cái thứ cao nhất được nhận đó là cao huyết áp, và nó khiến Yuki của đội nằm xuống tốc độ tương đối là nhanh. Mặc dù Yuki đã có những nỗ lực để có thể quay trở lại, nhưng cái đáng tiếc thay là sức mạnh con hiệp tông thời điểm đó cũng đã tới giới hạn, nó không còn quy nữa, thì đồng nghĩa việc là tỷ lệ nằm xuống nó quá cao rồi. Chắc chắn rồi, một pha găng thành công đến phút 1 mang lại một lợi thế rất lớn của vực đường trên. Đây sẽ là một tương lai đảm bảo đến từ các thành viên của Infinity Plus. Còn trong khi đó, khu vực đường giữa Zen vẫn đang giữ được một mật độ lính tôi cảm giác là ổn. Bởi vì sau nãy giờ đi lòng vòng đường dưới nhiều lắm, không có nhiều cơ hội lắm để cho Zen có thể cải thiện lượng chỉ số lính của mình, nếu như lúc nào anh ta cũng trong tư thế là một nhìn thấy hai người. Sean anh ta đang cố gắng lên cho mình là cấp độ 6 để mà có thể có những pha hoang tưởng bắt bớ vào người của đối phương, và sau đó là tạo lợi thế ở ít nhất là khu vực đường giữa, hoặc là khu vực đường dưới dành cho Solozy, hoặc là những mục tiêu lớn ở trên bản đồ. Bây giờ con rồng đã xuất hiện nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ di chuyển ra khu vực rồng và ăn cho mình là con rồng này đến từ cả hai bên. Thế anh nghĩ bên nào sẽ là bên có được con rồng? Với việc là tướng đi, dựa trên tướng thì bên nào có được cho mình là cấp độ 6 và cái thế ra rồng trước, họ sẽ là người có được cho mình con rồng này. Bởi vì cái cấp độ 6 đến từ con Maokai này một phần nào đó vẫn là một cái chiêu cuối rất là tốt trong những pha giao tranh diện rộng. Còn trong khi đó so với cái chiêu cuối của mình là chỉ được một mục tiêu thôi. Hay da ha. Cái chế độ giảm cân của chế độ giảm cân của anh Bá Điền hình như không có tiêu trong đó, cho nên là không sao cả. Cái quan trọng đó chính là cái mục tiêu đến từ bên phía của Team Blast họ rất là rõ ràng. Bạn có cấp độ 6, bạn đang có quyền lực thiên nhiên, bạn bung nó ra đó, bạn nhằm đích là có cho mình được con rồng đó, thì câu chuyện nó diễn ra đúng như những gì mà chúng ta đã bàn ra trước đó. Nhưng Slowzy đã nói là không giữ ác, hiện tại đang chiếm tối cái cường chờ đợi cho pha tắt đèn. Son đang sẵn sàng và tắt đèn, đang bung lông ra, Bú Điên đã tắt đèn rồi, thấy được đối thủ chưa, thấy được bay vào chém, và cái đó Slowzy có đã bàn còn quyền lực thiên nhiên đã bung ra cho nó không thể nào hỗ trợ phía bên kia chiến tuyến rồi. Hiếu Ba sẽ phải nằm đánh ngất người đã được kích, và ngay lập tức cơn mưa Katia, và tiếp theo đó là tiên tri kích Zodiac là người cuối cùng của đội bạn cùng. Một pha lên level 6 đến từ bên phía của NBA đã phần nào đó giúp cho họ có được cho mình là hai mạng hậu gục ở khu vực cánh dưới, khi mà phút 1 với lợi thế anh ta hơn level mà anh ta di chuyển ra khu vực rồng để có thể lấy cho mình là con rồng đầu tiên của ván đấu. Nhưng mà anh ta không ngờ rằng bộ đôi đường dưới của bên phía Sozi cùng với Kozodak đều đánh rất là hổ báo trong giai đoạn ban đầu, và chưa kể đó Son cũng đang có mặt ở khu vực dưới nữa. Sau khi ăn cho mình là xong cái bãi người đá thì anh ta có được mình cấp độ 6. Pudding dùng xong cho mình là chiêu cuối, thì đây là cơ hội cho NBA có được cho mình là hai mạng. Và họ cũng biết cách tận dụng đó chứ, họ biết mà nếu như mà họ chạy ra chỗ con rồng mất thì thật ra là cái tỷ thắng của họ không cao. Họ quyết định là đánh Owen trong pha đó, bây giờ họ biết họ bắt lại tốt hơn. Và họ tận dụng tốt cái chất tướng đó từ con Nocturne để nhằm mục đích là bắt bớ. Và họ thành công với câu chuyện đó với hai mẹ hạ gục liên tục dành cho cả Slowzy cũng như dành cho cả Zodiac. Hơi tiếc tí xíu cho Son đó là anh ta bỏ tóc biến mà anh ta không đổi được một mạng. Nhưng ít nhất là anh ta đã giúp cho khu vực đường dưới đến từ bên phía của MP đã cải thiện rất nhiều về giai đoạn đi đường. Khi mà trước đó một khoảng thời gian rất khó khăn khi mà bạn là cầm Kai'Sa mà nó sẽ có một số cái tương đối nhất định. Nhưng cuối cùng lượng kiểm soát hơn, mạng cũng có, cho nên lượng tiền đến từ Slowzy sẽ ổn hơn so với lại Bố Điện. Tiếc ở đây là bên phía của Team Flash họ có được cho mình là hai chiêu cuối của Son quan trọng ở khu... một chiêu cuối quan trọng của Son ở khu vực đường dưới. Nhưng mà họ không có chuyển hóa nó được bằng con sứ giả khi mà liên tục bị ngăn cản bởi Yuki cùng với cả Nugu. Chưa kể đó là bây giờ họ mới bắt đầu là cho mình con sứ giả sau khi Yoshino anh ta đẩy xong cho mình ở đợt lính ở trong giai đoạn đi đường của mình. Chắc chắn là con sứ giả này đang nằm trong tay đến từ cái Team Plus. Nhưng hình như MPA nói rằng chúng tôi cũng muốn có cho mình con sứ giả này. Sự tham lam đây được mở ra và Yuki có thể sẽ trở thành đại nhân vùng cả phản đồ đến từ Yoshino vừa rồi Son. Đây rồi Nugu lao vào hốt tung được cả ba người và Son bắt đầu bật kia đang mình chém liên tục người của Yuki. Nugu có đồng bạn gồm Yuki đang cố gắng trả nhưng trả không nổi, ta đã phải nằm xuống. Yoshino đang muốn làm câu chuyện gì đó, ta đang muốn đánh hạ thông đỏ hát kim thuật hạ kim giáp hất tung lên Son nằm mạng cho Zen. Và đây là pha lốt kinh hoàng đang giữ chân được khá những người. Slowzy đang di chuyển một cách rất thông minh và bắn liên tục vào người của đối thủ và không có cơ hội sống được. Bú đi rút lông về và sẵn sàng đáp trả lại, anh ta cũng kịp đáp trả lại nhưng Hiếu Ba mất tóc biến, bản năng sát thủ vẫn tiếp tục để giữ chân lại. Hiếu Ba sẽ cần một hit bắn nữa, không cần tới Kenan Winogu giải quyết chuyện đó. 6-4 cho MPE. Trao đổi hòa về mạng dành cho dành cho cả hai bên. Nhưng mà Team Flash họ là người có được cho mình là con sứ giả một phần nào đó, thì cái lượng tiền sẽ được cân bằng trong thời gian sớm nhất khi mà con sứ giả được thả ra để mà có thể tiếp tục dồn tiền dành cho Chen hoặc là Pudding ở trong giai đoạn giữa ván đấu. Và chắc chắn rồi, các thành viên của Team Flash họ sẽ cần phải tận dụng cho mình con sứ giả này để có thể có được những lớp khiên trụ. Nhưng mục đích là anh nghe cái tiếng đâu? Có, đến từ con Neko. Và chúng ta cùng xem lại pha này khi mà Nugu có một pha nở hoàng cực kỳ đẹp. Nó dính tới ba người, nhưng mà cái lượng sát thương đến từ Yuki là hạn chế nên còn không dứt điểm được vào người của Yoshino. Hiếu Ba là người tới sớm hơn, và nhờ đó cho nên là bên phía của Team Flash còn nào đó giúp được cho Pudding có được cho mình là thêm mạng hạ gục. Slowzy với cái lượng sát thương dồn ra quá nhiều thì cũng có được cho mình là hai mạng hạ gục ở trong pha này. Pudding có ba rút long thật ra là ấn tượng đó chứ, anh ta giữ chân được người cần phải giữ chân đó là Zodiac.
Nhưng mà bởi vì anh ta đã ngốn một khoảng thời gian rất lâu rồi, Slowzy thì đi ra sao, cho nên Slowzy có một khoảng trống rất là lớn để có thể bắn. Và ngay lập tức với những gì mà Slowzy có được thì chắc chắn rồi, mà hạ gục đến từ Slowzy là điều cần thiết mà thôi. 3-0-2 đã có được dây cuồng nổ luôn. Bạn có giao điện sao thích, bạn có cả dây cuồng nổ. Một sự chất lượng rất cao để đặt lên người của Slowzy trong ván thi đấu này. Cộng kèm thêm nữa, không chỉ mỗi mình anh ta, Nugu cũng hưởng được 2-0-2 dành cho Nugu. Và chắc chắn đây sẽ là hai thành viên mang lại một sự chất lượng và sát thương ở giai đoạn sau của ván đấu đến từ phía của FPG. Slowzy đã hoàn thành xong cho mình là cái giao điện sao thích rồi, cho nên anh ta đang có lệnh tắt đèn bay vào luôn, sẵn sàng lao vào tấn công và sẵn sàng bắt cho mình Nugu. Một pha nở hoa giữ trên một thành viên và đó là rừng của đối thủ. Ngay lập tức ba đứa chân bung ra, hất tung được hai người. Nugu đang liên tục lập công và nếu như đánh ngất người được thì Hiếu Hoa sẽ đi theo, nhưng không cần nữa. 7-4 và con xin chân cái đất này nó không ổn lắm dành phía cái team Plus. Nugu anh ta không có dùng chiêu cuối dính vào người của Phúc Mộ ở trong pha vừa rồi, nhưng mà không, MBA vẫn đủ lượng sát thương để có thể dứt điểm được người chơi đi rừng của bên phía team Flash và giúp cho họ có được cho mình là một mạng hạ gục nữa. Nhưng mà đáng tiếc thay họ không cản được con sứ giả để có thể hút vào cái trụ một đường giữa của bên team của mình. Vẫn đang là một tỷ số mà chắc chắn là tất cả chúng ta đều đang rất mong muốn nhìn thấy nó đến từ việc là hai bên giao tranh lẫn nhau. Nó đang nhỉnh hơn một tí xíu, xin lỗi bạn là nó thu một tí xíu xem lại thời gian. Nhưng chắc chắn rồi, cũng là điều chúng ta đang không chờ từ để giờ trong những trận đấu hấp dẫn như thế này. Anh ta bị cản lại bởi cái quyền lực thiên nhiên của Phúc Một và nó khiến cho anh ta không có thể nào mà bung được cái chiêu cuối vào người của Phúc Một được. Nhưng mà chắc chắn nhờ vào việc đó mà bên phía của Team Flash họ không thiệt hại nặng. Họ mất một mạng, họ thả được con xin chơi nước, ít nhất là nó cũng hút được vào cái trụ đầu tiên của vừa được giữa. Và lượng tiền của Zen hiện tại cũng đang một phò đó được cải thiện. 1-1-2 về KDA, nhưng ít nhất là anh ta đã có được giả kiếm. Đây là một trong những món trang bị sẽ rất cần thiết cho Zen để có thể tiếp tục gia tăng nguồn sức mạnh của mình sau những đòn bắn có thêm cộng do tóc. Và một lượng lớn tầm nhìn được rải ra ở khu vực cánh dưới của bản đồ đến từ bên phía của MBE để có thể kiểm soát vào con rồng thứ hai của ván đấu. Khoảng chừng 40 giây nữa con rồng nó sẽ ra. Và người đang có lợi thế tôi nghĩ rằng Slowzy cùng với Kanugu, khi mà cái khả năng đẩy lính của hai vị tướng này thực sự rất là cao. Slowzy anh ta đã hoàn thành xong cho mình là cái giao điện sao tích rồi, thì cái việc đẩy lính nó sẽ nhanh hơn nhiều so với con Saiya của Quốc Điên ở trong giai đoạn này. Qua cái khả năng đẩy đến từ Nico sau khi hoàn thành xong được những cái từng này lượng trang bị và có xong trang bị thần thoại nó ở mức độ rất là đáng để liên cái đai lưng Hextech. Sao nói đi mày. Cái đai lưng Hextech nó hỗ trợ rất là nhiều trong việc dọn lính, nếu như mà bạn miss một hai con lính bạn có thể bấm cái đai lưng đó mà dọn tiếp những con lính đánh gần thì nó cực kỳ nhanh, nhưng mà bạn phải canh đúng cái nhịp. Và hiện tại thì Nugu anh ta sẽ không dùng cho mình là cái đai lưng Hextech để mà dọn lính nhanh, thì bởi vì cái quy đến từ chiêu của con Nico này là đủ và MBA họ đang có lợi thế nhiều hơn so với việc đẩy lính trước so với đối phương. Và con rồng này hiện tại vừa đây đang đến từ phía của MPG, không có một cái gì có thể cản được họ cả. Có hai con rồng và có luôn cả những gì mình cần thiết, đó là lợi thế của vừa đường dưới. Mọi chuyện đang mở ra một cách cực kỳ rõ ràng, đó là bên phía của MPG đang có lợi thế không hề nhỏ. Yoshino anh ta đang muốn lấy được chiêu cuối để tổ chức pha băng trụ. Phút một đứng ngay con mắt đó mà anh ta không phá nhờ. Rồi đã có người cắm con mắt rồi để có thể chuyển hóa con mắt đó. Câu sắm chúng mọi người Yuki Aya, Yuki hơi khó chạy rồi. Lính đang bắt đầu đẩy vào một, mặc dù đợt lính này không đẹp lắm nhưng nó vẫn sẽ đủ để giúp cho quyền lực thiên nhiên giữ chân Yuki. Yuki đang cố gắng câu thời gian, trụ không bắn vào người của một thành viên nào cả. Và chắc chắn rồi, phút một là người hứng chịu lượng sát thương từ trụ đó thì chắc chắn là anh ta không quan tâm lắm. Anh ta chỉ cần mạng hạ gục rơi vào tay của Yoshino là đủ. Để xem coi là bên nào sẽ có được cho mình là cái trụ đầu, khi mà Team Flash họ đầu tư người và họ có được cho mình là cái lời trong việc đầu tư người di chuyển là khu vực đường chơi để bắt được Yuki và có được cho mình là cái trụ đầu trên toàn bản đồ. So với bên phía bên kia thì Slowzy anh ta chậm chân hơn so với đối phương, cho nên là anh ta chỉ có được cho mình là cái trụ mũ khu vực đường dưới mà thôi. Và hiện tại thì Yuki đang không vui lắm. Đây là một KD không hề đẹp dành cho một con rỉa tông 0-3-2. Và chắc chắn là bên phía của MV sẽ cần phải có một khu vực đường dưới càng ngày càng xanh hơn để tiếp tục cải thiện về cái KDA ở khu vực đường trên. Từ Yuki ngày hôm qua chúng ta thấy rõ ràng là Glory cũng là một trong những cái minh chứng khá đó này. Đồng ý là có thể nằm xuống nhiều lần, nhưng nếu như Yuki có những tình huống bật thần cá sấu và nhắm được vào người bút điên, công của anh ta như vậy là đủ. Đủ để có thể chứng minh được là con đẻ tông trong tay của Yuki vẫn sẽ có được cái sức mạnh cần thiết, áp lực và ảnh hưởng ở trong ván thi đấu này. Lượng tiền vẫn đang ngang nhau cho nên chưa thể nào khẳng định được bên nào sẽ là bên giành được lợi thế. Nhưng chắc chắn là bên phía của Team Flash họ vẫn đang khá là vui, bởi vì ít nhất tầm này con Zack trong cái Yoshino vẫn sẽ làm được một nhiệm vụ mà trong lúc chọn tướng nó đã được định hướng luôn rồi, đẩy được. Còn bên phía của MB họ đang có lợi thế là mạch hai con rồng rồi, và đây là bản đồ rồng hóa kỹ, phần nào đó nó sẽ gia tăng được cái lượng sát thương về sau của MB nhiều hơn khi mà họ có được cho mình là linh hồn rồng. Còn so với việc là bây giờ đối phương có cho mình là một quân bài đẩy lẻ như là Zack thì họ cần phải giao tranh nhiều hơn với cái đội hình giao tranh tốc mạnh. Chuyển lên đấm thẳng vào luôn, đấm văng về mà chủ hoàng thử nhưng Sonai cứu Sonai đầy tóc lên được hút cơ hoàng giữ cho được khá nhiều người. Nugu ta nở hoa lấy được tóc đến xe nhưng phía cánh ngược lại Sonai không còn có thể thở được nữa, chờ đợi cho bà rút lông về nhưng không cần tới. Còn xin cái đức vẫn đang được ăn đến được các thành viên của Team Plus.
Và lý gì để cản họ đây? Không một ai bên phía của MP có thể cản được cả. Zone di chuyển khá hơn, giá phải đã là cả sứ giả, chính là ta. Di chuyển ra kiểm soát đến từ người chơi đi rừng của MP, nhưng mà phần nào đó thì Team Flash họ có mặt ở khu vực sứ giả sớm hơn và bắt được vào người chơi đi rừng của MP rồi thì không còn trừng phạt dành cho họ nữa. Và bây giờ MP họ phải nhường lại con sứ giả, và tiếp đó là những pha snowball rất là mạnh đến từ Team Flash để có thể liên tục gia tăng về cái mặt tài nguyên như thế này. Và nếu như nguồn tài nguyên đến với Team Flash vẫn tiếp tục giữ vững như thế này thì MP cũng họ cũng sẽ không hề vui một tí xíu nào cả, bởi vì lượng tiền mà họ đã cố gắng nỗ lực để giúp cho cả Nugu, để giúp cho cả Sluzy có thể vượt trội hơn ngã so với đối thủ bên kia thì hiện tại đang không còn nhiều lắm. Hãy nhìn vào lượng trang bị của Điền này có, anh ta không thua thiệt quá nhiều so với lại Sluzy phía bên kia. Cái này là chưa tính tới việc là anh ta chưa về, anh ta hiện tại vẫn chưa về, anh ta sẽ cần thêm một cú bấm B biến về để có thể gia tăng thêm nguồn sức mạnh của bản thân mình nữa. Còn với những gì mà tỷ lệ Team Flash sẽ có được cộng kèm thêm con sĩ khí đức vừa rồi mới ăn được thì chắc chắn rồi sẽ có thêm trụ dành cho Team Flash. Hiện tại để xem là cái trụ một khu vực đường giữa, thật ra lượng máu này là lượng máu sẽ giả hút một cái, sẽ ra bắn mấy phát cảm giác là đủ. Nhưng hãy nhìn Yoshino, Yoshino đánh vô cùng áp lực và nó khiến cho Zodiac phải chạy xuống để nó hỗ trợ cho Yuki. Nếu như trong trường hợp băng trụ ít nhất có người đỡ cho Yuki. Ở trong pha giao tranh trước đó, MP họ lấy được cái tốc biến của Gen cùng với cả phút 1 nữa. Thì những lần sau Nugu với cái tốc biến của mình và chiêu cuối thì bọn họ có thể ít nhất bắt được hai người trọng điểm ở trong đội hình của Team Flash, và từ đó sẽ giúp cho họ có được cho mình là chiến thắng. Và chưa kể, khoảng chừng 1 phút rưỡi nữa con rồng sẽ ra, và chắc chắn cái phép bổ trợ đến từ hai người chơi này vẫn chưa hồi lại thì vẫn là lợi thế nhiều dành cho MP trong giai đoạn rồng đó. Và Gen đang bắt đầu dần hình thành được cái nguồn sức mạnh của bản thân mình. Cái anh ta cần bây giờ là tích xong nước mắt mà thôi. Và khi mà tích được xong nước mắt rồi, lượng sức mạnh của Gen sẽ ở cái khung đáng nể, không có gì có thể cản được anh ta với những pha cầu sống và cộng gia tốc của mình nữa cả. Và nếu như để cho Gen có được cái món trang bị thứ hai là kiếm Manamu mà được tích xong thì cái khả năng kiểm soát tầm nhìn đến Team Flash sẽ rất là tốt. Họ đang có hạt trời non, họ đang có được Gen với những pha cầu sống và cộng gia tốc, và chắc chắn điều đó sẽ khiến cho một đội hình hiện tại không ai đảm bảo về mặt chống chịu đến với các MP gặp nhiều vấn đề. Sluzy anh ta đã hoàn thành xong cho mình là cái thanh Nasor, thì đến việc và anh ta đã nâng cấp được cho mình là cái chiêu W rồi. Những cái tuy truy kích lúc này sẽ giúp cho anh ta hồi lại, nếu mà dính tướng nó sẽ hồi lại khoảng chừng còn 4 giây, thì anh ta sẽ liên tục cấu máu và kích được cái nội tại của mình. Một lượng máu lớn bên phía của đội hình Team Flash họ sẽ bắt đầu bị kéo xuống dần dần, và từ đó sẽ tạo một cái lợi thế dành cho bên phía của MP họ tràn lên với cái nóc, với cái chiêu cuối hoang tưởng của Nocturne. Nhưng cái quan trọng là bây giờ là Nocturne với cái hoang tưởng này sẽ hiệu quả ở mức độ nào, chắc là sẽ cần phải kiểm nghiệm sau tình huống rồng. Một lần phía của MP họ muốn đứng ra con rồng, bây giờ họ có hai rồng rồi, họ muốn đứng ra con rồng. Họ vẫn tin vào câu chuyện là Nugu và Sluzy vẫn đủ lực để đánh nhau, họ tin vào câu chuyện là Sluzy đã có nanh Nasor cho nên khả năng bắn của Sluzy ở mức độ khá là đáng để có thể quan ngại. Họ vẫn tin rằng nếu như mà Nugu có pha nở hoa đẹp thì mọi chuyện sẽ có thể được giải quyết. Nhưng vấn đề mà họ không thể nào có thể tin được đó là con sẽ hút một cái lấy luôn cái trụ. Họ không thể nào tin được câu chuyện đó, cho nên cái hướng của họ, họ ra rồng nó đang tương đối khó khăn. Họ sẽ cần phải kiểm soát lại được cái lượng tầm nhìn tốt để nhằm mục đích là tấn công một khu vực hang rồng và tìm một cách để sở hữu được nó. Nhưng tôi cảm giác là MP vẫn chủ động tham canh quá rõ ràng. Hiểu qua chuyện hát kim thuật, cầu sống cầu tốc, lấy được một lượng máu nhẹ nhẹ. Yoshino đang bọc đằng sau, Yoshino đang bọc từ đằng sau. Sự nguy hiểm đến từ bên phía của Team Flash đang dần dần hiện ra. MP đang cần làm gì đó. Ui, Zodiac mất tương đối nhiều máu tại xuyên tối khi cười, nhưng cảm giác là tương đối là trễ rồi. Rồng vẫn đang được ăn, chưa thấy hoàng tử được bật. Nugu đang cố gắng khóa thành con lính, nhưng con lính nào mà đi vào sông. Mà chắc chắn Nugu đang cờ bỏ chạy hai cái thần giữ trên và thành viên băng để cho hết tông Yoshino lên. Và các thành viên của Team Flash họ lui về trong hòa bình. Và sẽ có một con rồng đầu tiên dành cho bên phía của Team Flash. Hiện tại thì MP họ không có một cái góc nào để mà đi vô cái phần cánh dưới của bản đồ cả. Họ không thể nào đi thẳng vào, khi mà cái lượng sát thương cũng như là cái cầu sấm đến từ Gen là đủ để có thể liên tục cấu máu và những người chơi yếu máu bên đội hình của MP như là Nugu cũng có Sluzy. Mặc dù là một con Chase không còn có được cho mình là tốc biến, nhưng mà bạn không thấy được Chase sao mà bạn tốc biến lên dùng cái chiêu cuối được. Và Son cũng rất là sợ nếu như những người đồng đội lao lên cùng với mình không có mặt ở đó như là Sluzy cùng với cả Nugu nữa, thì anh ta không thể nào mà chơi tất tay mà liên tục lao vào và khiến cho những người đồng đội không thể theo kịp được. Đúng, nếu như họ chơi tất tay trong thủ tôi cảm giác là họ sẽ mất tất cả. Họ sẽ cần phải lưu ý về câu chuyện đó. Và MP không muốn mình chơi tất tay trong pha đó, họ muốn để dành cho những tình huống sau, bởi vì họ biết giai đoạn này nguồn sức mạnh đến từ đội hình này nó vẫn chưa ở mức độ đáng nể lắm. Họ muốn nhiều hơn nữa. Họ cảm giác Nugu chưa có lửa hắc hóa, họ muốn Nugu có lửa hắc hóa. Thời điểm đó sẽ là thời điểm đủ để giúp cho anh phía của MP gửi tới pha giao tranh đẹp. Nhưng trước hết điều bây giờ họ cần phải làm đó chính là giải quyết công trình. Cái trụ thứ nhất đường trên này nó vẫn đang là một trong những cái mối nguy hại khá là nặng mà MP sẽ cần phải lấy được nó. Còn trong cái đó khu vực đường dưới có một cái Team Flash đang có lợi thế hơn. Đồ Yoshino đang hơn so với đồ Yuki. Nó khiến cho Lolo Yoshino bay ra tấp tấp mấy cái vô người của Yuki rồi sau đó tấp vô cái trụ nó vẫn được. Tức là cái tỷ lệ mất trụ 1 ở
cánh ngược đến từ hai bên á, hiện tại đang cao hơn một chút xíu dành cho bên phía của MB, họ sẽ rất là dễ bị mất trụ một khu vực dưới. Tôi nghĩ ở trong cái pha rồng đó là bên phía của MB có rất là nhiều cơ hội, nhưng mà đáng tiếc thay là team Flash họ xử lý tốt hơn, họ kiểm soát các phục cánh dưới nó tốt hơn và nó khiến cho MB mất đi cái mạch rồng, và hiện giờ đây họ phải bắt đầu giải quyết những cái bài toán khó được đặt ra bởi bên phía của team Flash. Một con sắt đẩy lẻ và chắc chắn rồi, Renekton trong tay của Yuki chắc không thể nào mà đánh lại được so với Zac trong tay của Yoshino cả. Đó, cứ như đây thôi, cứ là anh ta bay vô, anh ta tắt cho người Yuki, anh gõ mấy cái rồi anh ta chạy ra, anh ta gõ vô trụ mấy cái tàn phá hủy diệt, chưa kể cái lượng hồi phục cũng cực kỳ cao nữa. Yuki không thể nào mà kéo máu Yoshino xuống bằng với mình được, và cũng không thể nào mà hồi phục lại một cái lượng máu nhiều hơn so với đối phương. Và cái lượng sát thương mà Zac trong tay của Yoshino gây ra, nó khiến cho Yuki anh ta gặp khó, kể cả trong giai đoạn đi đường và bây giờ là trong giai đoạn giữa game nữa. Và những cái tia truy kích đến từ Slowzy sẽ là tiền đề tốt dành cho đội hình của MBE trong giai đoạn này, khi mà anh ta liên tục ép đối phương phải di chuyển về và liên tục dọn lính ở khu vực đường giữa để mà không có được cho mình quá nhiều lợi thế trong việc là đẩy lính lên. Tôi cảm giác bây giờ Slowzy sẽ cần phải là một điều cần thiết đến từ một con Kai'Sa là khả năng vẩy ốp của nó, tức là những tình huống sử dụng tia truy kích phải thật sự chính xác, nhắm phải đúng mục tiêu để có điều chỉnh của vẩy ốp nó phải là đẹp. Nếu không mọi chuyện sẽ tương đối là nặng nề cho bên phía của MPA. Họ không có được những pha tia truy kích đẹp, họ không thể lấy được những lượng máu cần thiết vào người của Zen hay là vào người của Pudding chẳng hạn, thì cái tỷ lệ giao tranh của họ nó cũng sẽ một phần đó sẽ bị thấp hơn so với phía của Team Plus. Nên nhớ, ở trong những thông số, Team Plus là đội nhỉn hơn về khả năng giao tranh, về khả năng tranh cướp những mục tiêu. Nên chắc chắn rồi, MP sẽ cần phải làm tốt hơn những gì mà họ có thể làm được so với những trận đấu trước đó. Câu xăm, lấy W tới The Sword, và lại câu chuyện cũ, hạt trời non. Và cộng kèm thêm nữa là những pha cầu sống cộng với tóc đến từ Zen đã tắt đèn, đã bắt đầu combo vào đang nhắm thẳng vào người. Ôi, một pha rút long ngược đến từ xạ thủ bên phía của Team Flash, và Nugu đang di chuyển đến bắt được Pudding. Pudding đang bắn nhanh ngay lập tức là chính xác rồi, ta đã phải nằm rồi. Phía cánh còn lại người tiếp theo bốc hơi là Rail trong tay của Hiếu Bà. Zen đang quay trở lại để có thể đáp trả được người của Son. Son mất tương đối nhiều máu thì kết trúng mọi người phút 1, và Slowzy thì vẫn còn bảy đại sát thủ sẵn sàng để có thể ăn từ nước sống cho được phút 1. Nugu đang đứng đợi cầu sống công chúng với người của Son, và Zodiac bắt đầu tấn công với người của Zen. Slowzy đang tấn công vào khu vực Hamadon. Phía cánh ngược lại Nugu đang một mình cần phút 1 và cần Gazen. Nugu biết mình có nổ hoa, Nugu sẵn đổi được hai người. Nugu đang lùi ra, và Slowzy bật bảy đại sát thủ bắn thẳng với người đối thủ, và Zen tiếp tục đem giữ chân lại. Nổ hoa đang sẵn sàng hất tung chỉ hất tung được một người thôi, và đó phút vào phút sẵn sàng quy để có thể quay trở lại, chứ không được anh ta quay quá mà ta nằm xuống rồi. Là cơ hội để cho MPE di chuyển đến khu vực Hamadon, nhưng được hay không, lượng máu này nó không cho phép. Nhưng mà các thành viên Slowzy ăn thêm một quả nữa, tương đối là đau đớn, và Slowzy biết là hiện tại không ăn nổi, không cho phép, chắc chắn là như vậy. Còn trong khi đó thì chúng ta xem rõ ràng Yoshino đang múa với lại Yuki ở bên kia, và Yuki không cách nào để có thể có được những màn múa đáp trả ngược lại, bởi vì lượng trang bị đến từ Yoshino là dính hơn. Ôi, giao tranh cực kỳ tốt đến từ bên phía của MBE khi họ bắt được vào người của Pudding và cả Hiếu Ba nữa. Nhưng mà trong pha giao tranh trước kia nữa, sau đó thì họ lại bị cấu máu quá nhiều đến từ con chay trong tay của Chen, và Chen phần đó ngăn cản được cái ý đồ đến từ bên phía của MB. Sau khi bắt được người thành công thì họ sẽ di chuyển ra lấy được cho mình là con Baron, tiếp tục gia tăng thêm cái lượng lợi thế đó, bởi vì giờ đây họ đang thua thiệt một ít tiền hơn so với đối phương. Và chúng ta cùng xem lại pha này, bung lông ngược nhưng mà anh ta vẫn không giữ được cái mạng của mình, mặc dù là đã dùng cho mình là cái tóc biến và né được cái lượng sát thương, nhưng mà Nungu có mặt ở đó để có thể bọc một cái đường để có thể bắt được vào người chơi xạ thủ bên phía của Team Flash. Và thật sự thì con dây trong tay của Zen vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Zodiac đang bị nhắm tới, và Zodiac đang phải bật tối khiên cường lên phút 1, đang thấy được Zodiac rồi. Son đang bật W để tránh khỏi trường hợp là mình sẽ bị dính một cú nổ đến từ cái hạt trời non trong tay của phút 1. Rồng đang được ăn nha. Yoshino thật sự đang là một cái máy đẩy lẻ, một cỗ máy đẩy lẻ rất mạnh mẽ đối với Team Plus. Và MPE hình như là họ bắt đầu vào một cái thế mà họ chưa biết mình cần phải làm gì. Họ trước mắt luôn bay hoàng Baron, không ngại gì cả. Lượng tiền bây giờ đang ngang nhau, cho nên đây là một tình huống 50-50. Slowzy một lần nữa lại bị cấu rịa bởi pha cầu sống khẩn cấp đến từ Team Plus. Nó đến từ Zen, Ryuki đang bị con Baron nó khạc nhiều quá. Và Phúc đang sẵn sàng cho ông ba di chuyển xuống, đã quyền lực thiên nó bung ra một cú dịch chuyển xóa tan mọi thứ. Ôi, bị kẹt bên trong quyền lực thiên nhiên, phía bên này là sau đây đó là hắc kim cực hoàng kim giáp, một thứ do mọi người Nugu đã bốc hơi rồi. Baron đang bị cái MP, nhưng đây sẽ là giao tranh thảm họa cho nên họ cú đi của phía bên ngoài vẫn đang được bắn cầu sống cao tốc, rất là nhiều người bị trúng, và Ryuki sẽ bị dính tất cả những cái đạn của tụi ta cũng sẽ phải nằm thôi. Bấm B biến về đến từ cái xa trong tay của Slowzy, còn Son đang phải bỏ chạy. Anh ta đang cố gắng né, anh ta né được không? Anh ta né được không, nhưng mà không, không rồi. Anh ta bấm B biến về, anh ta bật W lên, anh ta sử dụng kỹ năng hoảng sợ. Son mà né được pha này thì anh ta thật sự rất sẵn sàng. Son đang bắt đầu đi từ từ, anh ta đứng đợi, anh ta thấy được hai người, anh ta trải đường băng ra nhưng không được rồi. Đường băng này không chờ đón Son, bay về với nhà mà bay về với bể đá cổ. Xin lỗi bạn, là bay lên trời, bay lên trời. 11-10 nhân với MP, họ có được Baron, họ giữ được ít nhất một mình Kai'Sa còn bù lại Baron. Nhưng giao tranh này thật sự MP không hề muốn tự đưa mình ra thế này tí xíu nào cả.
họ không có tầm nhìn ở cuộc cánh dưới, họ bắt buộc phải đánh là con Baron này, bởi vì nếu mà không đánh thì họ càng ngày sẽ bị thụt lùi về sau hơn so với đối phương. Và bây giờ khi mà họ đánh thì coi như là tôi nghĩ là cái lợi thế đó dành cho bên phía của Team Fast nó càng ngày càng nhiều rồi. Bây giờ Seiya gây được quá nhiều sát thương ở trong pha giao tranh vừa rồi thì tôi nghĩ rất là khó dành cho bên phía của MB có thể gượng lại trận đấu này. Có một cách là Nugo anh ta dùng cái tốc biến của mình bắt được vào những người chơi chủ chốt bên phía đội hình của Team Flash, những người chơi không có được cho mình là cái tốc biến như là Budding cùng với cả Gen. Nhưng mà nó sẽ là như thế nào nếu như bạn không có đủ tầm nhìn ở trong phần rừng của đối phương? Nhưng mà có một cái thuật ngữ mà tôi hay sử dụng khi mà nói về chính bản thân của mình, khó không đồng nghĩa việc là không thể. Đúng rồi, tức là cơ hội vẫn còn. Vẫn còn tại vì lượng tiền đâu có nhiêu đâu, lượng tiền này vẫn là lượng tiền để chấp nhận thứ các MP. Ít trong phần đó họ vẫn sẽ tự tin, họ vẫn tự tin về những ruộng giao tranh. Và Luigi đã có được cấp độ 16, đồ của anh ta bây giờ là đồ nguy hiểm nha, đây là đồ ở mức độ nguy hiểm. Với một tiêu trinh kích của Luigi, tôi cảm giác là bấu được cũng khá nhiều máu đó, và chưa kể đến đây là trang bị giúp Luigi bắn rất là đau. Anh ta có thể kích được cái đồ tạm tốc độ rất là nhanh và sẵn sàng chơi ruộng đánh nhau 5 năm rồi. Chỉ có một vấn đề bây giờ cần phải làm là mở ra đánh MB nó cần phải tốt. Còn trong đó tiệp last cái hay nhất từ nãy giờ là giữ khoảng cách, với việc là Zen bắn cầu sấm là trúng, rồi sau đó là anh ta cứ giữ khoảng cách và đối thủ kia chi tuyến. MBA có một cái bất lợi ở đây, Slowzy không có quá nhiều lượng năng lượng để mà dùng cho mình là những cái tia truy kích, cho nên anh ta phải dùng ở trong một cái giới hạn nhất định, và sau đó anh ta phải lui về, sau đó hồi lại cho mình là lượng năng lượng và liên tục di chuyển ra đường, những khu vực đường có thể liên tục đe dọa vào các cái trụ hai. Họ vừa đe dọa được xong cái trụ hai ở khu vực đường trên rồi, họ không tiến được vào cái trụ ba bởi vì Slowzy anh ta chỉ còn có 1/3 lượng năng lượng mà thôi. Và bây giờ di chuyển xuống cánh dưới không hề có tầm nhìn, và những con rồng tiếp theo thì bên phía của Team Flash họ đang là người nhỉnh hơn về mặt kiểm soát tầm nhìn ở khu vực đó. Và Slowzy lại đang là người giàu nhất nữa, cơ hội để cho ta có thể tỏa sáng là đây, cần phải có những pha vẫy đúp, nó phải thật sự là đẹp, những pha vẫy đúp nó phải trúng, nó mang lại cái thời gian hồi chiêu dành cho Slowzy, và ta tiếp tục có những pha vẫy đúp đẹp nữa. Sau khi biết được rằng cái lượng năng lượng của Slowzy không đủ, lấy cho bùa xanh, cho bùa xanh, cho bùa xanh liền. Bây giờ nhắm nha, trúng pha vừa rồi trúng, và lấy một lượng máu kha khá, sẽ cần thêm những tình huống trúng của Slowzy, và này đã khá là hay ra khỏi cái tình huống cầu sống cộng giác vừa rồi. Và Slowzy vẫn đang là người tiếp tục được nhiều nguồn tài nguyên, một cú bắn bê biến về đó là Yoshino, và Yoshino vẫn chưa đủ thời gian để có thể dịch chuyển ngược trở lại tia tri kích nè, vẫy nè, Slowzy đúp không trúng, anh ta sẽ cần phải có một khoảng thời gian giảm thôi, cần một khoảng thời gian dài nữa. Cầu sấm gian, cầu sấm, cầu sấm Zodiac đỡ được, nhưng mà Zodiac đỡ được cái tối kiên cường của Zodiac vừa rồi, ừ đỡ kinh thế nhờ, tức là không mất được giọt máu nào luôn. Nhưng mà chính bởi vì khoảng thời gian càng lâu thì Team Flash có lợi. Họ đang có một cái bộ máy mang tên là tỷ lệ của Yoshino vẫn đang phát huy nó quá là tốt. Yuki bất lực rồi, khoảng thời gian nào là khoảng thời gian đánh nhau thì về già ai mà chơi lại được Yoshino. Ui, lên đồng hồ cho chắc nữa, khó cái thời gian mà câu kéo nữa. Trong những pha giao tranh thì Yoshino là chùm, chùm ở trong pha này 2.5 giây hóa đồng hồ. Và bên phía của MB họ cực kỳ sợ một con sắt đang bấm cho một cái đồng hồ, họ mới lui về hoặc là họ phải tiến lên. Nhưng mà nếu mà họ tiến lên họ có thể ăn thêm một cái lần phản công nữa, và những người chơi chủ chốt bên phía của đội hình MB sẽ không muốn đặt mình vào cái tình cảnh đó. Còn trong khi đó bây giờ cái cần của MV đó làm sao đó để có thể tiếp tục gây khó dễ trong giai đoạn còn lại của ván thi đấu. Có một cái họ hơn nha, Budding đang thua Slowzy 2 cấp độ, tức là mức độ hiệu quả trong tầm này MV đang làm khá tốt. Cái họ cần bây giờ là lấy con rồng, hoặc là dùng con rồng trở thành cái cớ để có thể ức hiếp được vào đội hình này của Team Flash. Họ làm được điều đó hay không? Họ vẫn đang muốn làm chuyện đó bằng cách là cắm những con mắt kiểm soát ngay bờ sông và tìm ra được cái nơi để có thể chạy ra khu vực rồng một cách cực kỳ an toàn. Họ phải làm nhanh nha, nếu mà họ không làm nhanh thì con cá sấu của Yuki không thể nào mà chịu nổi cái lượng sát thương của Yoshino, đã hoàn thành xong cho mình là 3 món trang bị rồi. Nếu mà họ không làm nhanh thì tôi nghĩ là trúng hai lần rồi. Trúng thêm lần nữa được không? Ôi trời ơi, bạn là sát thủ luôn. Slowzy đánh quá căng và lấy được cái đồng hồ đến từ Hiếu Ba, đang có một pha sử dụng hoang tử của Đội Bung ra. Một mình Slowzy khá nhiều cái năng nhưng lập tức Son lao và tấn công hai, giữ chân được hai người, giữ chân được hai người và sắp tới tiếp theo nữa. Đúng không các bạn, còn phút một đang cố gắng bỏ chạy nhưng đang có thi đấu tình kỹ năng nguyên mang đại bàng cùng Yuki bật chiêu cuối là sau khi tài dịch chuyển rồi đang bắn liên tục vào người và ngay lập tức anh ta kêu gọi thêm sự đỡ Yuki. Yuki đã không dính những tình huống rút lòng giữ chân, anh ta bị mất sắc, anh ta bị mất máu nhưng không bị giữ chân, nó là sự hiệu quả. Và lại một lần nữa Slowzy, người được nhắc từ nãy giờ, anh ta đã phát huy được điều mình cần. Và bây giờ họ có thể đẩy tiếp vào khu vực đường giữa và có được cho mình là cái trụ nhà lính, khi mà chỉ có một người bên phía của Team Flash đang có mặt để mà phòng ngự, đó chính là Budding. Anh ta vẫn còn tốc biến, nhưng mà liệu bên phía của MB họ cũng muốn lấy nhiều hơn như vậy hay không? Họ sẽ muốn lấy nhiều hơn. Họ đang có một tình huống giao tranh rất là thành công và bây giờ họ sẽ muốn nhiều hơn nữa. Tia tri kích của Slowzy nó trúng. Ui, đầu rồi, tóc biến, lấy tóc biến.
và Zodiac bắt đầu xuyên kill quy của mình. Người di chuyển ra đó là Hiếu Ba và sẽ cần có thêm người. Ôi, MP đến end game. MP đến game. Lũ người ngoài được khá nhiều người, đó là Hắc Kim Hoàng giữ chân được rất nhiều người. Xin lỗi là Hoàng Kim Giáp giữ được khá nhiều người. Zulu đang sẵn sàng cho pha bắn. Zulu vẫn đang được bắn tô rồi sử dụng kỹ năng nghe, nhưng ta không còn ngồi đây sống được. Ôi, tóc biến được Zino không đủ tầm. Và ngay lập tức ý định bỏ chạy của Zulu và Nugu là điều dễ hiểu mà thôi. Nhưng chỉ là một câu hỏi đặt ra là tại sao không ăn họ nhà phải về, họ phải về, Chen đang đẩy nhà họ phải vậy, họ phải về, nhưng mà bây giờ không có dịch chuyển, bạn chỉ có thể về bằng đường bấm B, bạn có thể về bằng đường bấm B biến về mà thôi. Nhưng chính sự trao đổi này đã là một điều mà chắc chắn họ không hề vui đến xíu nào cả. Nếu như họ dừng ở nhà lính thì họ có thể là kiểm soát được cả Baron cùng với cả rồng nữa, nhưng mà bây giờ họ ham, họ muốn kết thúc cái ván đấu. Nhưng mà điều đáng tiếc là bên phía của Team Flash họ hồi sinh ra kịp, họ phòng ngự được. Bây giờ con Baron cùng với cả con rồng đều chảy vào túi của Team Flash cả, và không có cách nào mà bên phía của MB có được cho mình là hai bộ lợi này. Yoshino đẩy quá lực mà, đúng không nào? Yoshino đã có nhiều thuận đẩy vô cùng lực, và cái quan trọng hết là Team Flash có một cái hay nha, từ nãy giờ họ không hề để cho bên phía của MB tổ chức một pha đánh thật sự là đủ người. Họ có những tình huống đẩy lẻ rất là tốt. Còn trong tình huống này thì Hiếu Ba làm tốt quá. Hiếu Ba làm tốt hơn. Anh ta câu kéo được đủ thời gian giúp cho Yoshino có thể di chuyển về, và sau đó họ phòng ngự được thành công. Rất là đáng tiếc dành cho MBE. Cứ ngỡ rằng là họ có thể kết thúc được ở ván đấu, ở trong pha thi đấu vừa rồi, mà không. Lượng tiền phát. Trận đấu hấp dẫn thật sự, lượng tiền ngang nhau. Lượng tiền vẫn ngang nhau đến giờ phút này. Nhưng mà về con rồng, con rồng MBE ăn được. Ơ à, Team Flash họ ăn con Baron. Cho nên cái lợi dụng cái thời gian đó thì Slozy di chuyển ra cùng với Kanugu để có thể có được cho mình con rồng này. Phần nào đó thì cái lợi thế vẫn không quá tệ dành cho bên phía của MB trong giai đoạn này, khi mà họ sắp có được cho mình là cái linh hồn rồng rồi. Nhưng mà cái thời điểm có Baron lại là thời điểm quá là tuyệt vời để cho Team Flash sẽ tận dụng đội hình này. Đội hình với hai cánh mang tên Zen và Yoshino thì còn cái gì hoàn hảo hơn nữa. Họ đang có được bù lợi Baron, họ đang đẩy lực rất lực vào, và với bù lợi Baron nữa thì chắc chắn là những con lính nó được cường hóa thêm là nguồn sức mạnh mà Team Flash đang muốn có được nó. Chúng ta nhìn dưới nè, bằng chiếc đồ này luôn, phải là hai người ra để có thể nhìn vào người của Yoshino, đôi khi sẽ là ba người, chứ không chỉ dừng lại một người được. Bởi vì nếu như là một mình Yuki thì mọi chuyện sẽ tương đối tệ. Thiên nhiên, thiên nhiên đã bung đao phía này, sau thì Yuki đang đánh nhau với lại thành viên của mình trên phía của Team Flash, cánh ngược lại mà thì sẽ không hấp tung đại cả. Son đã bắt đầu tung kia đang của mình ra, cầu xong cái đó không trúng ai, và Yoshino có được cái trụ bảo vệ nhà lính, hình như là đang muốn đánh cánh ngược nhưng mà đang bị chia lẻ ra. Yoshino đang một mình cân hai, Son phía bên này đang đánh nhau với đối thủ bên kia, và ngay lập tức Yoshino đang bị chính hoảng sợ có hoang đường. Sau đó bạn là hoang tưởng đã bật ra, và ngay lập tức mọi thứ đang muốn dồn hết vào người Yoshino. Yoshino nhảy ra cái thoát đi, mất một chiêu cuối, mất hai chiêu cuối. Mất hai chiêu cuối cho MB, và Team Flash họ đang sẵn sàng để lấy nhà lính rồi. Họ biết đối thủ không có chiêu cuối để có thể đánh nhau, họ sẵn sàng cho cái nhà lính này. Họ đang lấy nhà lính nó một cách cực kỳ thoải mái và dễ dàng, mà không ai có thể cản được họ cả. Đức của Slozy nó trúng nhưng nó không mang lại nhiều sự hiệu quả ở trong giai đoạn này lắm. Câu xâm đến từ Z thì không cần nói tới, đấu nướng đến tột cùng sận xương rắn, và không có cơ hội để cho phía của MB có thể đỡ được. Thế nhưng bây giờ là Yuki, lại một lần nữa là Slozy. Zen chọn người kinh khủng quá, một người vẫy đất, một người vẫy quy, nhưng người vẫy quy vẫn đang kinh khủng hơn. Và Yoshino thích bật cú phản đòn mình lên, giữ chân Zulac lại. Zulac đang sẵn sàng quay đầu lại tấn công với kỹ năng quy nhưng không thành công. Và ngay lập tức hai trụ bảo vệ nhà chính vẫn đang tiếp tục một tiêu đang được chọn. Đây là đường băng cho phía của MP, và họ tương đối khó để thoát khỏi cái tư thế là dồn vào bốn góc chân tường. Yuki bật thần cả sáu lên, quy đến Zodiac sẵn sàng pha mở nhanh ra cho nên Yoshino nhắm người của Son, và ngay lập tức Yoshino lùi ra một tí xíu. Đây là pha giữ chân lại Yuki vẫn đang tiếp tục dính khá nhiều kỹ năng đỏ hoa để bung ra chung được hai người, và ngay lập tức khiến cho lượng máu mất là nhiều hối hoàng hối ba nó còn đẹp hơn rút lòng về đến từ chỗ pudding thì không thể nào có thể chê được. Và Team Flash đã có chiến thắng trong cặp trận đấu, thế là bạn làm ván thi đấu đầu tiên này, một ván thi đấu cực kỳ căng thẳng đến từ cả hai bên, mà cực kỳ mãn nhãn đến từ cả hai đội nữa, khi mà màn thể hiện của họ cực kỳ tốt ở trong ván đấu này. Phần nào đó thì MB họ vẫn đang thể hiện rất là tốt với những cái sự lựa chọn về mặt cấm và chọn, và cách vận hành của họ cũng không có quá nhiều vết xước ở trong giai đoạn ban đầu. Mà càng về sau thì Team Flash họ vận dụng những sai lầm của đối phương, và họ càng ngày nâng cấp nó lên để mà chuyển hóa những lợi thế đó thành về của mình. Và cái lượng sát thương mà người chơi xạ thủ bên phía của MB anh ta gây ra cũng quá nhiều, nhưng mà nó không đủ để giúp cho MB có được cho mình là chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên này. Nó đến từ việc macro, đồng ý lượng sát thương của MB là tốt, nhưng Team Flash họ hay hơn về khả năng macro của họ. Họ biết cách mình cần phải làm gì, họ biết đội hình này đẩy lẻ là nắm tỷ lệ thắng cao hơn. Họ có một con sắt, họ có một con giày, họ có những công cụ để kiểm soát bản đồ, họ có được những tình huống đẩy lẻ rất là tốt, từ đó mang lại một lợi thế vô cùng lớn trong giai đoạn sau. Phải chưa kể đến MB với một pha xử lý quá vội vã của họ, cái giá phải trả là cả ván thi đấu này. Và nếu như ở trong cái giai đoạn khi mà họ có được cho mình là cái trụ nhà lính ở khu vực giữa, họ lui về một nhịp
là họ có thể là phòng ngự được cả khu vực Baron và khu vực rồng. Họ có thể có được cho mình là con rồng của khúc đó luôn. Và sau đó là họ di chuyển ra lại khu vực Baron và nó khiến cho team Flash không thể nào có được cho mình là cái bộ là Baron quá dễ dàng. Thì biết đâu đó là cái trận đấu này nó sẽ càng kéo dài hơn và biết đâu đó cơ hội vẫn còn có dành cho MB ở trong ván đấu vừa rồi. Một ván đấu mà cả MB cũng như là Team Flash đều đã cho chúng ta thấy được một màn trình diễn rất thuyết phục khi mà cả hai đều luôn luôn giữ mức độ tiền là ngang nhau. Nhưng cuối cùng, đội đẳng cấp hơn, đội đã giành được những cái gì gọi là tốt nhất về khả năng macro của mình là đội đã giành được chiến thắng chung cuộc đó của Team Flash. Team Flash họ vận hành cái chiến thuật đẩy lễ của mình rất là tốt với Yoshino của mình giữa. Anh ta có quá nhiều lợi thế trong giai đoạn ban đầu. Và những cái lợi thế đó được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, bằng những việc kiểm soát tầm nhìn dành cho đội hình của Team Flash. Không có người, giao tranh lúc nào cũng là 4-5. Nhưng mà Yoshino vẫn biết cách làm khó dễ được Yuki, khiến cho Yuki liên tục phải ở trụ với mình. Không để cho cái trụ mất thì bên phía bạn cũng sẽ đánh 4-4 giống như là bên phía team của tôi mà thôi. Nhưng mà Yuki ở trong pha này anh ta đã kịp có mặt cùng với những người đồng đội, trong khi đó Yoshino phải liên tục đẩy lẻ khu vực dưới. Nó khiến cho MBA có được cho mình là con Baron. Nhưng mà đáng tiếc thay, Gen đã là người ngăn cản được điều đó xảy ra. Và trận đấu này, đây là cái ván thi đấu mà có lẽ như chúng ta sẽ nói rất nhiều về sự kiên nhẫn của hai bên. Bên phía MB họ hơi vội vàng, còn trong khi đó Team Flash họ đủ sự kiên nhẫn, họ biết được vào những giây phút cuối cùng họ biết mình cần phải làm gì. Và con rắc trong tay của Yoshino làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Anh ta chính là bộ máy phá hủy công trình đến từ Team Flash, liên tục là giữ tình huống phá mà không hề cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để có thể gỡ cả. Bây giờ chắc chắn rồi, Yuki ở trong giai đoạn sau của ván đấu đánh nhau với lại Yoshino với từng này đồ thì không thể nào lại được. Và họ cứ liên tục đẩy áp lực vào và không có cách dành phía của MB có thể gỡ được. Nhưng mà MB có một vài điểm tích cực của họ là họ cũng có những phương án để đáp trả lại, chứ không phải là tự đưa mình vào một thế khó hơn. Những phương án đó họ đưa ra là họ ép giao tranh, họ ép liên tục, họ không để cho đối phương có được cái khoảng trống để mà Yoshino thực hiện được cái ý đồ của mình là đi đẩy lẻ. Mà khi mà bọn họ làm được như vậy, nhưng mà họ có nhiều vết xước quá ở trên cái hành trình đó và nó khiến cho họ phải trả giá rất là nhiều. Mặc dù là ở trong pha này họ có được cho mình là Baron, nhưng mà họ không về hết được những người đồng đội của mình, mà chỉ có mỗi Slowzy có được cho mình là cái bộ lợi, và nó khiến cho đội hình của họ không thể mà chia người ra và đẩy tiếp tục ở ba đường. Họ chỉ có được cho mình là cái trụ hai ở khu vực đường trên và họ chỉ dừng lại được ở đó mà thôi, không có quá nhiều lợi thế hơn về sau của ván đấu. Và ở pha này khi mà MB họ bắt buộc phải kết thúc cái ván đấu này, họ không thể nào mà để cái bài toán mang tên Yoshino đi đẩy lẻ nó liên tục hiện hồn ở trong cái ván đấu này được, cho nên là họ muốn kết thúc ván đấu này càng sớm càng tốt, nhưng mà họ không làm được, đáng tiếc thay. Nếu như có cơ hội thì MB sẽ cần phải xem thử lại đoạn băng và cần phải xem thử lại cái pha đó, họ sẽ cần phải có một vài sự chỉnh sửa nhẹ từng hành động, từng thành viên một chẳng hạn. Thật ra là ý định nào của bạn nó cũng sẽ là một ý định tốt cả, nhưng cái vấn đề là bạn sẽ thực hiện nó như thế nào mà thôi. Còn trong khi đó Team Flash họ mượt hơn một tí, đặc biệt là Hiếu Ba chính là người đã vớt lại được cái ván thi đấu này ở trong những tình huống giao tranh then chốt. Tình huống này là một ví dụ, còn tình huống trước đó là cái pha mà ở ngay khu vực trụ bảo vệ nhà chính đó là cái ví dụ thứ hai. Hai ví dụ này để giúp cho Team Flash đã có thể gỡ được với những tình huống giao tranh thắng lợi và từ đó mang lại chiến thắng cho các vị của Team Flash chung cuộc luôn. Và xin chúc mừng các vị của Team Flash, và đây cũng là gì đã diễn ra trong ván thi đấu đầu tiên. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn khi ván thi đấu thứ hai được bắt đầu.